Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nỗ lực chấn hưng văn hóa Việt Nam, nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời NEPE về nỗ lực chấn hưng phát triển văn hóa Việt Nam. Nhắc đến văn hóa Việt Nam, có người nói đó là tôn sư trọng đạo kính trên nhường dưới hay nền văn hóa lúa nước. Theo ông văn hóa Việt Nam là gì? Văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt của văn hóa lãnh địa của khám phá và sáng tạo tâm hồn và cảm xúc có sức mạnh cảm hóa thu phục lòng người rất lớn chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy tài năng tâm huyết của văn nghệ sĩ chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật đồng thời xây dựng đội ngũ phê bình sắc về chuyên môn vững về bản lĩnh nhạy bén với thực tiễn